Xin chào các bạn, và mình và Sakha cùng Danh Ca đang ở Landmark 81 chuẩn bị họp báo cho phim Hùng Lòng Phong Bá. Có nhỏ em gái tính gả cho mọi người có thích không? Nói gì đi. Hello, ni hao. Ni hao. Ni hao. 我是上海人。哇，我都给是码头啦。Nó đây là những buổi chụp hình ghi hình đấy. Chụp hoài, chụp có một kiểu không, chụp hoài. Ok, và bây giờ là mấy anh em tôi đang ngồi chờ để chuẩn bị diễn cho Galaxy Play. Còn gì nữa không anh? Chúc cho tất cả mọi người ở đây và ekip cũng như những người sản xuất, đạo diễn thật nhiều sức khỏe để còn sản xuất ra những cái bộ phim mà có thể là khủng khiếp hơn phim này. Tại vì phim này là đối với tôi là tôi khoái quá rồi. Anh thấy sao? Trong lòng cảm thấy sao khi hôm nay được tham dự họp báo phim Galaxy và một bộ phim khá là gắt từ Action C? Rất là vui. Vui phải không? Tối về có nhậu không? Mệt luôn á. Vui cái nhậu luôn không? Vui nhậu không? Nhậu luôn. Nhậu luôn không? Nhậu ối luôn. Ok, vậy là tối nay anh nhậu ối với tụi mày luôn. Tối nay tôi sẽ nhậu ối với Sakha và Danh Ca. Phim này hay lắm nha mọi người. Và nó chiến quá. Original series showcase sắp được diễn ra trong vài phút. Vui không? Và ngay lúc này, thế mà vui tối nay nhậu luôn nha. Hãy cùng nhanh chóng tìm phòng riêng bên trong khán phòng ổn định. Em có nhậu gì đâu mà. Dự vào buổi lễ chiều hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Và chút xíu à, tôi sẽ đọc rap cho mọi người nghe. Mình vừa xem tập 1 của Hùng Long Phong Bá thì rất là sướng. Kêu bằng sao ta? Nổi với gà. Chặt chém những cái pha hành động tuyệt vời, tuyệt cú mèo. Nhưng mà bữa nay em của anh đẹp. Trời, cái chuyện đó thì không phải bạn. Sao? Cảm giác sao khi coi phim? Coi phim xong thì nói chung là cái đầu tiên đập vô mặt em trước là âm thanh quá lớn. Điếc cái lỗ tai. Điếc lỗ tai anh vậy. Nhưng mà hay không? Hay. Chủ yếu là cái câu kết thôi. Đúng rồi. Hai, phim hai. Okay. Rồi mọi người nhớ ủng hộ Hùng Long Phong Bá nhé. Bữa nay quay vlog ngắn mà. Nhưng mà câu dài chút nha. Câu dài chút xíu ha. Tìm kiếm giọng hát của Bình Bình trong đâu? Phim. Rồi hát rồi. Thật không, em thử thách chứ. Tổ chức làm sao đâu. Nếu mà em hát trước mọi người biết làm sao. Rồi, tuyên bố cuộc thi đi. Hát nhẹ. Rồi tiếp tục. À hát hả? Đợi hát hả? Ừ. Về đâu thôi. Để đi, khi nào ra bài cái là xong rồi mọi người sẽ được nghe full cái này là chiêu chọn thôi.
ơi, để cho mọi người ý cho mọi người cái chữ về đâu thôi, chứ không phải là mình quên đâu. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ gọi điện cho Sơn Hà.